Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Đông Uruguay từ ngày 26 cho đến ngày 28 tháng 4 năm 2023, ngày 28 tháng 4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thống đốc tỉnh Canelones, Uruguay, ông Yamandú Ramón Antonio Orsi Martínez. Tại buổi tiếp, Thống đốc Yamandú Ramón Antonio Martínez chào mừng và bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm Uruguay và thăm tỉnh Canelones, cung cấp thông tin về các tiềm năng hợp tác quốc tế của tỉnh và bày tỏ mong muốn được tăng cường hợp tác hơn nữa với các địa phương ta nói riêng và với Việt Nam nói chung. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam sẵn sàng mở cửa chào đón các địa phương của Uruguay, trong đó có tỉnh Canelones, mở rộng hợp tác với Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Việt Nam và Uruguay đang kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, qua đó để đưa quan hệ hai nước sang một giai đoạn mới, phát triển tốt đẹp hơn nữa. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Thống đốc Yamandú Ramón Antonio Martínez tạo điều kiện thuận lợi để cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Canelones tiếp cận, trao đổi thông tin và tăng cường hiểu biết lẫn nhau, qua đó tăng cường các hoạt động thương mại và đầu tư, góp phần nâng cao hơn nữa trao đổi thương mại Việt Nam và Uruguay. Thống đốc Yamandú khẳng định, hợp tác địa phương là nền tảng và tạo cơ sở thực chất, đóng góp vào phát triển quan hệ song phương. Tại cuộc gặp, Thống đốc Yamandú đã trao cho Chủ tịch Quốc hội ý định thư về hợp tác của tỉnh Canelones với Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã mời Thống đốc Canelones thăm Việt Nam và Thống đốc khẳng định sẽ cùng với lãnh đạo tỉnh sớm thăm Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã tới thăm một số cơ sở sản xuất và khu công nghiệp tại tỉnh Canelones. Đây cũng là hoạt động cuối của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trước khi rời Uruguay lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Uruguay.